Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá sầu riêng cũng như là thông tin về sầu riêng mỗi ngày. Thì trước khi mà em cập nhật cho anh chị về giá sầu riêng á, thì em sẽ nói về thông tin. Thì thông tin ngày hôm nay là sẽ có hai cái thông tin nha anh chị. Một á, là cái vụ ở ngoài Hắc Leo anh chị Đắk Lắk là bị kẻ gian anh chị vô là đẻo hết 52 gốc sầu riêng nha anh chị ha. Thì hiện tại là những cái thông tin này á thì cũng được đăng trên những cái hội nhóm cũng như là hội báo giá sầu riêng luôn. Thì chi tiết á thì công an cũng đang vào cuộc á, khi mà nào mà có những cái thông tin mà nó mới nhất á thì em sẽ cập nhật vào cái video để cho anh chị trồng sầu riêng cùng nắm ha. Và cái thông tin thứ hai á thì bữa giờ thì em cũng có đăng một cái clip lên anh chị, là lái và chủ vườn cũng đã đặt cọc cái tiền rồi, cái tiền hợp đồng rồi. Nhưng mà đến cái ngày cắt á, thì chủ vườn để sầu riêng mà nó bị rầy anh chị, thì anh lái này ảnh không có chịu cắt, mà ảnh chỉ cắt những cái trái đẹp mà đủ cái tiền cọc của ảnh thôi. Thành ra là chủ vườn là người ta không chịu anh chị. Thì trong những cái clip á, là em thấy là hai anh nha, có cầm ghế luôn nha anh chị ha, là phan luôn cái thằng lái á. Nói chung á, là cái hợp đồng của mình viết như thế nào thì mình nên áp dụng như vậy ha. Nếu như á, là bây giờ mà mình cắt những cái trái đẹp đi anh chị, mình bỏ những cái trái xấu lại thì bây giờ tính làm sao? Thì do đó cũng rất là khó xử. Nếu như là ví dụ như sầu riêng mà mình nó rầy quá thì bây giờ mình có thể là mình thương lượng lại về cái giá cho nó hai bên nó vừa nó đều hợp lệ nha anh chị ha. Thì đó là cái thông tin về sầu riêng ngày hôm nay em muốn cập nhật cho anh chị về cái thông tin. Còn về giá thì ở hôm nay thì cũng có nhiều anh chị đưa cho em những cái thông tin lắm, nhưng mà có dựa thì đưa cái giá nó cũng rất là cao nha anh chị ha, nó lên đến là 106.000 luôn á, là so với ngày hôm qua là nó cũng có lên nữa nha anh chị ha. Còn một số dựa thì đưa những cái thông tin cái giá nó tầm khoảng đâu là 104.000 thôi, có nghĩa là nó chênh lệch nhau là 2.000 tùy dựa nha anh chị ha. Và nó cũng tùy khu, thường là những cái khu là miền Đông với miền Tây là đợt này sao giá nó rẻ hơn cái khu vực ngoài Tây Nguyên nha anh chị. Còn chi tiết thì em sẽ cập nhật cho anh chị về cái dựa đầu tiên tại công ty Hải Thuận nha anh chị ha, phát giá ha, cơm vàng 7,5 tuổi nha anh chị. Thì đối với mà hàng Thái loại nhất nha anh chị ha, thì sẽ dao động từ mức giá từ 104.000 cho đến là 106.000, loại là từ 2 cho đến 7 hộp, trái từ 1,9 cho đến là 5 kg ha. Còn loại B của mình thì sẽ dao động từ mức giá từ 84.000 cho đến là 86.000, loại là từ 2 cho đến 5 hộp, trái từ 1,8 kg cho đến là 5,5 kg. Còn loại C của mình sẽ là 56.000 nha anh chị ha, loại 2 hộp. Thì số điện thoại để cho anh chị cũng có thể là liên hệ được là 0981386036 ha. Thì cái này là nó tùy vào cái tỷ lệ về giá thì anh chị cũng có thể là gọi được ha. Ví dụ như tỷ lệ 82 là 106.000 nha anh chị ha, 73 sẽ là 105, 64 là 104 và 55 sẽ là 102 nha anh chị. Thì đó là cái thông tin về tại công ty Hải Thuận phát giá nha anh chị ha. Phát giá này là tại Đắk Lắk nha anh chị ha, cũng như là miền Đông luôn đó. Thì số điện thoại em cũng đã đọc lên rồi. Và một tiếp tục là một cái dựa của anh Văn Công nha anh chị ha. Thì đối với anh Văn Công này thì ảnh cập nhật luôn cái hàng Musakin nha anh chị. Thì Musakin của mình thì sẽ dao động từ mức giá là từ 88.000 cho đến là 90.000 ha. Còn đối với mà hàng Thái thì sẽ dao động từ 104.000 cho đến là 106.000. Còn hàng B của mình thì sẽ dao động từ mức giá từ 84 cho đến là 86.000. Còn hàng C của mình là thương lượng nha anh chị. Còn hàng Ri 6 tại dựa của anh Văn Công thì cập nhật á là sẽ dao động từ mức giá từ 61.000 cho đến là 62.000. Hàng B là sẽ từ 46.000 cho đến 47.000. Còn hàng C của mình á là nó sẽ dao động là từ mức giá là 38.000 hoặc là thương lượng nha anh chị ha. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên hệ được á là 0942660909 để gặp ngay anh Long ha. Thì đó là cái dựa của anh Văn Công. Tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị là một cái dựa ở khu vực miền Đông để anh chị cũng có thể là liên lạc được ha. Nhưng mà miền Đông thì giá của nó thì nó sẽ không có cao bằng cái khu vực ngoài Đắk Lắk nha anh chị. Thì đối với khu vực miền Đông, cái lỗi nhất hàng Thái là chỉ cao nhất là chỉ là 102.000 thôi nha. Nó chỉ bằng cái tỷ lệ mà 5 năm lúc nãy em chia sẻ cho anh chị. Còn hàng B của mình là 80 nha anh chị ha. Còn hàng C thì nó dao động là 48.000. Thì tầm đó. Đó là khu vực ở miền Đông ha. Và số điện thoại để cho anh chị cũng có thể là liên hệ được là 0914507739 nha, để gặp ngay anh Sang nha. Thì đó là cái thông tin của dựa là của anh Trần Bá Lộc ha. Tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị một cái dựa khác ở khu vực là Phước An, Đắk Lắk nha anh chị ha. Thì đối với hàng Thái thì chỉ thu vào từ 99.000 cho đến là 101.000. Còn hàng B sẽ dao động từ mức giá từ 79.000 cho đến là 81.000. Còn hàng Ri 6 thì sẽ dao động từ mức giá từ 60 cho đến 62. Còn hàng B là sẽ dao động từ mức giá từ 45 cho đến 47 ha. Hàng giạc là thương lượng nha anh chị. Cái này là tại Phước An, Đắk Lắk nha anh chị ha. Cái số điện thoại để anh chị cũng có thể là liên lạc được á là 0971749799 để gặp ngay anh Tâm ha.
Thì đó là cái thông tin để em cập nhật cho anh chị luôn đó. Tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị về tại công ty Hưng Đạt nha anh chị ha. Thì cái này là cũng ở Karong Bắc, Đắk Lắk nha anh chị. Thì đối với mà hàng R6 á thì sẽ thu vào từ 62 cho đến 63 ngàn nha anh chị ha. Cái này là cao anh chị ha. Còn hàng B của mình sẽ dao động từ mức giá từ 47 ngàn cho đến 48 ngàn. Hàng C là dao động từ 35 ngàn hoặc là thương lượng nha anh chị ha. Còn hàng Thái tại công ty Hưng Đạt này là ngưng nha anh chị. Số điện thoại thì để cho anh chị có thể là liên lạc được là 097 569 8156 để anh chị liên lạc ha. Và bây giờ thì em sẽ cập nhật cho anh chị về giá sầu riêng ở khu vực miền Tây nha. Rồi thì ở khu vực miền Tây anh chị thì cái giá loại nhất của nó hàng Thái nha anh chị ha là 102 ngàn, còn hàng B của mình là 82 ngàn, còn hàng C của mình là thương lượng nha anh chị. Còn đối với mà hàng R6 ở khu vực miền Tây thì loại nhất vẫn là 62 ngàn, và hàng B của mình là 46 ngàn, và hàng C là thương lượng nha anh chị ha. Và số điện thoại để cho anh chị cũng có thể là liên lạc được á là 038 314 1669 nha anh chị. Thì đó là khu vực miền Tây ha, thì giá nó cũng nằm ở mức giá là 102 ngàn đối với là hàng Thái nha anh chị. Và tiếp tục nữa là em sẽ cập nhật cho anh chị thêm một cái thông tin tại một cái dựa và rong Bắc Đắk Lắk nha anh chị ha. Giá cũng tương đối là ổn anh chị ha. Thì đối với hàng Thái loại nhất là từ 102 ngàn cho đến là 105 ngàn, và hàng B của mình là từ 82 ngàn cho đến là 85 ngàn, hàng C của mình là thương lượng ha. Còn R6 thì nó cũng cầm giá loại nhất là 62 ngàn, hàng B là 46 ngàn, và hàng C là thương lượng. Số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được là 0969019030 nha anh chị ha, để gặp ngay anh Tài nha. Thì đó là một số thông tin về giá ngày hôm nay cũng như là thông tin về sầu riêng. Nó có những cái chuyển biến á, thì em cập nhật cho anh chị. Thì anh chị nào mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy bấm nút đăng ký kênh ha. Để thời gian tới em ra nhiều cái thông tin về sầu riêng, anh chị cũng có thể là cập nhật được là người mới nhất nha. Rồi em mến chào.